anh Charlie Win đã có hơn 18 năm sinh sống tại Việt Nam. Theo anh, Tết Nguyên đán là thời điểm mang lại cho anh nhiều xúc cảm đặc biệt. Là đại sứ hình ảnh của câu lạc bộ du lịch thủ đô, anh muốn được chung tay lan tỏa những nét đẹp văn hóa của làng cổ Đường Lâm cũng như du lịch Hà Nội tới bạn bè quốc tế thông qua những trải nghiệm về không khí Tết cổ truyền của người Việt rồi Charlie là người, người nước ngoài và mình sang Việt Nam ấy thì Tết Việt Nam trở thành một ngày Tết của mình bởi vì là mình cũng sống ở đất nước này. Cho nên thì mình nghĩ là những ngày lễ là cuối năm như thế này thì là sự khác biệt của Tết là sẽ là một dịp cho tất cả các người trong gia đình, họ hàng có thể tập trung với nhau, có thể là hít thở và có thể nhìn vào năm vừa qua. Còn với những bạn trẻ này, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm Tết cổ truyền của người Việt. Tại làng cổ Đường Lâm hôm nay diễn ra các hoạt động như không gian chợ Tết truyền thống, không gian văn hóa Tết cổ truyền, ông đồ viết thư pháp, nặn tò he và các trò chơi dân gian. Mặc dù những hoạt động mới mẻ lạ lẫm nhưng lại khiến họ càng cảm thấy yêu thích văn hóa Việt Nam hơn. Tôi nghĩ là uh, điều này uh, rất là uh, rất là tốt, uh, lại vì uh, tôi học của tiếng Việt và văn hóa của Việt Nam, uh, vì vậy uh, tôi uh, sau kiện này xong uh, tôi biết nhiều hơn về văn hóa Việt Nam và có thể đón Tết uh, biết nhiều hơn. Có thể nói Tết cổ truyền đã trở thành một nét đẹp thiêng liêng gắn bó với mỗi một người con đất Việt. Không chỉ vậy, đây còn chính là cầu nối gắn kết tình cảm giữa những con người đến từ các nền văn hóa khác nhau, tạo nên một dấu ấn đặc sắc trong lòng bạn bè quốc tế về một Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Tôi thấy rất hào hứng khi được trải nghiệm các hoạt động này vì trước đó tôi luôn tò mò về phong tục văn hóa của người Việt như thế nào, nhờ đó tôi có thể biết thêm được về lịch sử của đất nước các bạn. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi vào đây mọi thứ bài trí rất bất mắt và có nhiều hoạt động truyền thống. Nếu hội năm sau tôi sẽ tới đây cùng với những người bạn nước tôi để có thể giới thiệu văn hóa Việt Nam và có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Dù Tết ở mỗi nơi có những nét văn hóa khác nhau, nhưng đây đều là dịp để đoàn tụ, sum họp gia đình và giá trị tinh thần đó vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tục ăn Tết đón xuân của người Việt Nam và mỗi du khách sẽ chính là sứ giả du lịch góp phần truyền tải các thông điệp mang những giá trị nhân văn của tết truyền thống việt nam đến với bạn bè quốc tế